Alo. Alo em ơi, em đây nhá. Đây. Cái con Win mà em bảo bác là khách hàng cọc, khách hàng mua nhà em phục dựng mới, nhưng vì nó do chơi gì hay làm gì em không cần biết. Nhưng em điện 3 lần gần một tháng nay, hơn một tháng nay là không trả lời em, không đọc tin nhắn, không trả lời, thì em sẽ nhượng lại cho bác. Và số tiền bác mua nhà em bao nhiêu tiền là có tin nhắn hết rồi. Bác cọc cho em 5 triệu, bác không lấy em sẽ tặng bác cái xe này, cái 5 triệu đấy. Ví dụ như sau này mà bác trả lời, bác điện cho em ở kia nơi, bác bóc phốt em là tại sao xe anh đặt mà lại bán cho người khác, thì bác chứng minh hộ em là chiếc xe này em vừa đăng lên đúng không, lúc khoảng 9 giờ đúng không, thì em bán lại cho bác có tên là gì ở đâu ạ? Bác ở đâu? Bác ở đâu? Chú cứ nói đi. Bác ở đâu để em biết đường? Anh thì anh ở Mỹ Đức. Nhưng mà bây giờ anh đang ở ngoài nội. Nhưng mà bây giờ chú để cho anh chuyển hết tiền cho đến một tháng anh về đến đấy được không? Được, 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 ok. Nhưng bác chờ em á. Bác phải nói cho em là bác tên là gì á? Anh Tiến. Rồi, em chốt cho bác Tiến ở Mỹ Đức, Hà Nội, được chưa? Chiếc xe Win biển 24K14067. Chiếc xe này là của bác Long ở trong Nghệ An, Nghệ Tĩnh gì đấy. Bác mua nhà em có tin nhắn chuyển khoản, có tin nhắn cọc, em có đăng hết lên trên mạng rồi đúng không? Và em công khai cho bác là bác mua nhà em là 26 triệu, bác thêm cái thủ trước này, thêm bình xăng và thêm ghi yên, tổng 32.500.000 là bản trải nghiệm. Xong bác thêm ba thứ đấy là tổng là lên 32.500.000, bác cọc 5 triệu. Bây giờ 5 triệu đấy bác ấy không lấy nhá, không lấy xe, điện không nhắn tin, em biếu lại bác 5 triệu đấy để cho khách hàng hiểu được là em không lấy tiền của bác Long. Mà bác Long không lấy xe, gọi điện không trả lời, nhắn tin đọc không trả lời, thì bác Tiến được hưởng. Bác chuyển đủ tiền cho em, bất kỳ lúc nào về bác liền trả tận nhà bác, vì em phải thu vốn về. Và bác muốn thêm từ nhà anh luôn đến nhà chú và 18 cây số thôi. Ô, thế thôi á? Thế thôi, nhưng bây giờ anh về anh đang ngoài nội anh chưa về được. Vâng ạ, ô, bất kỳ lúc nào bác về, bất kỳ lúc nào. Có thể anh gửi đến một tháng hoặc là tháng rưỡi được không? Được, em đang quay video đây rồi. Bác gửi đây bao nhiêu ngày em sẽ đăng cả video mặt bác lên và bác chuyển đủ cho em đúng không? Rồi. Ok, thế thì bác chuyển đủ rồi thì bác lấy lúc nào trả được. Đúng không? Em thu tiền về rồi. Có khả năng là anh nên phải đợi gửi đến tháng cuối hoặc 2 tháng. 3 tháng được. Bác nghe em, 3 tháng được vì bác chuyển đủ tiền rồi. Rồi. Bác không những được hưởng 5 triệu mà bác đã chuyển đủ tiền em là xe này của bác. Kể cả 1 năm bác không lấy, kể cả 1 năm sao bác lấy vẫn là xe của bác cơ mà. Em chỉ là cho gửi nhờ thôi. Rồi, bây giờ anh đang ở ngoài này với anh chưa thể đợi được. Ok, chốt kèo nhá. Cảm ơn bác Tiến. Cảm ơn bác Tiến. Bác Long và bác Tiến nhá. Sau này nếu xảy ra việc gì em cho bác Tiến và bác Long cùng nhón, bác chứng nhận cho em là chiếc xe này là bác đã được hưởng 5 triệu chứ không phải em lấy nhá. Đúng không ạ? Vâng, em chào bác. Đây em gửi số tài khoản. Chốt kèo nửa đêm. Đấy, vừa đăng lên chưa đầy 5 phút bác Tiến ở Hà Nội là đấy rồi. Cảm ơn bác Tiến nhá. Chốt kèo thành công. Vâng ạ, chốt kèo thành công. Đấy. Em đã nhận cọc cho bác ấy rồi anh em ơi. Đây. Em đây. Bác mới chuyển có 9 triệu thôi. Ờ đây, anh còn đây, nhưng mà bây giờ cái này anh chưa thuộc nắm cho nên đây là còn số tiền đây nào. Đúng rồi, bác chuyển 3 lần, dưới 9 triệu là được nhá, bác chuyển dưới 9 triệu là được. Để mai anh nhờ ra ngân hàng anh chuyển nốt nhá. Đúng rồi, đây nhá, bác em nói này. Bác ơi, em chốt cho bác Tiến là con xe của bác Long 4067. Bác mua nhà em là 26 triệu, cộng bình xăng thụt trước yên là tổng 32.500.000. Và em bán lại cho bác với giá 27.500.000 nhá. Là trừ 5 triệu bác Long cọc đi, để sau này ví dụ bác Long có nói gì thì bác làm chứng cho em và cộng mạng động mạng làm chứng cho em nhá. Đấy. Em đã xác nhận là do ngân hàng bây giờ nó đang gọi là đang chuyển khoản có khuôn mặt đấy, thế cho nên là bác chuyển 9 triệu là đúng rồi. Còn ngày mai bác chuyển nốt cho em 18.500.000 nữa là xong. Rồi. Nhá. Đây này. Không cần giải thích đâu, em hiểu ngân hàng nó thế, chuyển 10 triệu phải có hình ảnh khuôn mặt. Rồi đấy. Vâng. Rồi ok, bác chốt cho bác con xe này, còn bất kỳ nó bác phải lấy nào. Bác cứ chuyển đủ tiền cho em, bác phải lấy. Bác thêm cái gì thì thêm. Kể cả sau là bác Long có bất kỳ vấn đề gì, bác Long em sẽ gửi video cho bác Long. Bác Long không trách em nữa. Vì em gọi điện cho bác Long quá nhiều, nhắn tin quá nhiều bác không trả lời. Đấy bác nhá. Ok, em chào bác Long, bác Tiến nhá. Rồi. Ok anh em cộng đồng mạng nhá. Rồi anh em cộng đồng mạng làm chứng cho em nhá. Hôm nay ngày 11 nhỉ. Hôm nay 11 tháng 7 năm 2024 là bác Long bác có cọc nhà em 5 triệu, bác lấy chiếc xe này nhưng quá lâu bác không lấy. Bác hiện quá nhiều gọi điện nhắn tin không trả lời, đọc không trả lời nên em phải để lại cho bác Tiến. Ok chưa? Như thế là bác em hỏi thật bác Tiến, như thế em có uy tín không? Hỏi thật. Rồi,
chứ còn em không lấy tiền của khách. Nếu em lấy tiền của bác Long ấy, hoặc em lấy 1.000 ấy, thì bảo là do em cố tình lấy nhưng không lấy nữa. Em cho hết bác luôn, cho hết khách hàng luôn. Nhưng mà đây con này có video của nó chứ? Có video 10, có video đăng Facebook, TikTok rồi, à YouTube rồi, 17 phút 48 giây. Nhưng mà chú có cái video này chú gửi cho anh được không? Chốc em gửi luôn, chốc em gửi luôn, chốc gửi luôn cho bác xem nhé. Đấy, còn tin nhắn em mua, tin nhắn bác Long mua nhà em bao nhiêu tiền và chuyển khoảng bao nhiêu tiền chú cho bác xem rồi nhé. Đây em gửi luôn cho bác, chốt kèo đã nhận 9 triệu mai chuyển nốt 18 triệu 500. Uy tín, uy tín, và do ngân hàng, em biết là do ngân hàng, em biết là do ngân hàng, vâng nhá. Vâng 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 ạ, vâng vâng ạ, chốt kèo. Alo, vâng, em đã xác nhận là nhận tiếp của bác 18 triệu 500 nữa con xe biển 24K14067 đấy. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều nhá. Bác em, bác mua chiếc xe này bác hưởng 5 triệu đấy thì bác chỉ cần có một tác dụng duy nhất là ví dụ sau này bác Long nhắc lại, bác có điện cho em hay điện cho ai, bất kỳ ai trên cộng đồng mạng hoặc bóc phốt em thì video làm chứng là bác đã nhận đủ của em là 5 triệu em đã tặng bác từ bác Long. Nguyên nhân đơn giản, bác Long em điện cho bác rất nhiều lần, nhắn tin rất nhiều lần, đọc không trả lời. Còn vì bác Long bác là một giáo viên đấy, còn vì lý do tại sao bác không lấy thì em không quan tâm. Đấy, và sau 5 phút em đăng bác đã chốt và bác được hưởng. Chú gọi em nhiều mới thông báo cho trả tiền nhận rồi. Không, em có phải ghi âm lại hết trong cái đăng lên mạng xong em gửi cho bác Ngân Long nhá. Đây, đây đang video đây nhá. Tiện là bác Tiến là chuyển một lần 18 triệu 500 này. Đây 18 triệu 500 đây này, đúng không? 18 triệu 500 này. Đây một lần là 9 triệu này, tổng hai lần 27 triệu 500 em đã xác nhận. Còn xe là đây, xe đây em chờ em tí. Đây xe là đây, bác kia có chú chúc em là 25 triệu cộng với cả 32 triệu, tổng lên là 32 triệu 500 đây. Đây và bác cọc 5 triệu đây. Đấy em ghi âm đây rồi, mai bác lên video bác xem. Bây giờ em gửi cho bác cái video, gốc nhá. Vâng, em chào bác, chốt kèo. Bất kỳ lúc nào bác về bác điện trước cho em là kia hôm nay anh xuống nhà em đấy, là em sẽ đợi bác ở nhà. Nếu bác thích thêm gì thì thêm nhá. Vâng, em chào bác ạ. Vâng ạ, nửa đêm chào bác. Em gửi luôn ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, chốt kèo. Vâng.